Xin chào cả nhà, hôm nay thì Phong đã gặp được một người bạn mà cũng đã từng làm YouTube. Lúc trước cũng đã thấy anh đã nói về những cái vấn đề mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì hôm nay sẵn dịp thì mình hỏi những cái sự việc mà tại sao thấy mọi người Vũ Linh đã mất rồi nhưng mà thấy có nhiều chuyện xảy ra lùm xùm quá trời lên trên mạng luôn. Cho nên là sẵn nay có Hiếu đây, mình hỏi Hiếu, Hiếu biết những câu chuyện đó như thế nào, có thể kể cho khán giả xem trên kênh nha. Rồi thì chúng mắt này thì em cũng xin chia sẻ một vài đôi điều về cái câu chuyện này, nó cũng khá là buồn. Để đi sâu vào chi tiết hơn thì sau này thì Phong cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Và ngày hôm nay thì em chỉ chia sẻ một đôi điều thôi nha cả nhà, bởi vì thời lượng cũng rất là có hạn nha. Cái việc đầu tiên là khi cái sự việc này bùng nổ lên á, tức là cậu nghệ sĩ Vũ Linh á, là tất cả mọi người đều gọi là cậu Năm, nên là tụi em cũng gọi theo là cậu Năm, bởi vì đây là một cái sự tôn trọng dành cho cậu đó, và chúng ta cũng xem như là những người con cháu mà đáng tự hào về cái điều đó. Sẽ trả lời tụi em cũng vậy, ngày xưa cũng là thần tượng của em vậy, thì ngày nay thì em gọi đó, nhưng mà em gọi là cậu Năm thì cũng là một cái niềm tự hào dành cho em đó. Khi mà cậu mất đi rồi á, mọi chuyện nó cũng đã êm xuôi hết tất cả mọi thứ rồi, thì bỗng nhiên trong khoảng 80 ngày thì cậu ngày trước á, là trước khi cậu còn sống á, cách đó khoảng 2 năm, thì cậu có cô Lan, người em của mình, đó là cô Sáu. Và cô Sáu thì có một người con là đang là một nữ ca sĩ đó, tên là Phượng. Em là em ruột đúng không? Em đúng rồi, em ruột luôn. Em ruột. Nhưng mà trước giờ em ruột đó là không có nhà cửa gì sao mà phải, tức là ngày trước á là vẫn có, nhưng mà sau đó là không biết là vì cái lý do gì á, là bị người ta đã xếp nhà và cái tuần này ra đâu không phải đi ra ngoài để mà thuê nhà, thì cậu Năm á là mới cu mang về để đỡ được cái phần chi phí và phải lo về nhà cửa đó. Tại vì ở Sài Gòn bây giờ mà thuê nhà thì nó rất là đắt cả nha, cực kỳ đắt luôn. Cái việc mà thêm những cái chi phí đó là nó rất là nặng, tính ra tổng thể thôi một năm là có thể mất rất là nhiều tiền luôn đó. Thì cậu Năm mới đưa về, và khi cậu Năm mất đi luôn em đó. Luôn em này, cô mang em, đúng rồi. Và khi cậu Năm mất đi rồi á, thì cậu Năm khi mà trong cái khoảng mà cái ngày thứ 80 á, là cái câu chuyện này nó bùng nổ lên. Bùng nổ là vì lý do là Phượng là cháu, là con của cô Sáu, và cháu là cái người đứng ra kêu gọi tất cả mọi người là quyên góp á, quyên góp kêu gọi để mọi người ủng hộ cho cậu Năm một viên gạch để xây mộ cho cậu Năm. Ủa cô Vũ Linh tới giờ nghèo sao mà ấy, cậu đi hát là mày đó quá vậy, chưa đội người giúp đó. Nhưng mà cái việc thực hiện này á, là không có thông qua Hồng Loan, và Hồng Loan là con gái của cậu Năm, và Hồng Loan hoàn toàn không biết về vấn đề này, mà kể cả là những người con nuôi của cậu Năm cũng vậy, cũng không hề biết về vấn đề này luôn đó. Tức là họ tự làm ra những cái sự việc đó, họ tự kêu gọi. Và cái về cái bánh rồi khi mà Hồng Loan phát hiện ra cái vấn đề đó thì Hồng Loan mới lên tiếng, và cái câu chuyện đó nó mới bắt đầu bùng nổ lên. Là bởi vì khi kêu gọi á, là họ đã hứa là trong vòng 100 ngày sẽ xây mộ, trong vòng 100 ngày đó, không quá 100 ngày, nhưng mà đã đến ngày 80 rồi vẫn chưa đá nộp và vẫn chưa thấy xây dựng gì cả. Thì khi mà Hồng Loan lên tiếng rồi á, thì lúc đó mới nhảy đi xây. Và tôi hỏi ông á, bây giờ 80 ngày không làm gì hết, trong vòng 20 ngày mà nếu như Hồng Loan không lên tiếng thì liệu rằng là 20 ngày còn lại có làm hay không? Đó là cái, đó là cái vấn đề quan trọng, là và nếu làm có kịp trong vòng 20 ngày hay không đó. Như vậy á, thì nếu như Hồng Loan ngày đó mà không lên tiếng á, thì nó, nhiều khi á, là nó còn xịt luôn cả tới 100 ngày luôn. Rồi cái mà kêu gọi thì lại không công khai lên, cũng chẳng minh bạch, không giải thích với bất kỳ một ai là lý do tại sao lại không tiến hành đó. Phải có ít nhất cũng phải có được một cái lời giải thích hay là một cái sự gì đó, là ví dụ như giờ ông kêu gọi đi, ông là cái người kêu gọi, thì cũng phải có một cái ngày đó là chốt trên sách lại là em đã nhận được tổng thể á, là bao nhiêu đó tiền, và được những ngày đóng góp đó lên gửi lời cảm ơn đối với người ta, đúng không? Khi mà mình kêu gọi rồi, ví dụ như mình chốt trong vòng trong vòng 20 ngày đi, hai cái giờ thì chưa đủ danh sách không ạ, nhưng mà chưa đủ thì cho nên là chưa chốt được, chưa tổng kết được. Tức là giống như là mình đã chốt danh sách để cho tất cả mọi người biết là số tiền nó đã được bao nhiêu rồi, rồi tiến hành làm mà thiếu hụt tới đâu thì mọi người ủng hộ tiếp đến đó,
thì nó sẽ hợp lý hơn. Chắc Hồng Loan là cái gì Phượng hả? Đúng rồi, em chắc giờ đợi khi nào đủ nhiều mới tập kết chứ. Thì bây giờ mới làm. Làm nhưng mà tại... chậm hay là nhanh gì chắc cũng không sao. À, tại vì trong cái câu chuyện này em chưa hiểu, tức là trong cái vấn đề mà xây đó thì có làm cái buổi là 49 ngày cho cậu nữa, và trong 40 cái buổi 49 ngày cũng là kêu gọi luôn, và cái phần kêu gọi mọi người đóng góp vô để làm 49 ngày. Ủa, bộ người cuối cùng gia đình bọn nhiều lắm thì bởi vậy mới đáng nói. Và khi kêu gọi làm để làm 49 ngày cũng hoàn toàn im lặng và không nói gì hết, không công khai lên một cái gì luôn, và kể cả là tổng chi phí tổng thu được cho tức là số tổng số tiền mà mọi người ủng hộ á là bao nhiêu trong cái vấn đề làm 49 ngày cũng không có, và số danh sách những người đã ủng hộ là bao nhiêu cũng không có, và đã chi cho về phần tổ chức 49 ngày đó là bao nhiêu cũng không có luôn, không có bất kỳ một cái biên nào cả đó. Nên là thành ra nó mới có những cái mâu thuẫn, tức là cái việc xây mộ là riêng biệt hay là chung với lại 49 ngày đó, từ đó mới xảy ra cái sự mâu thuẫn. Như vậy thì rõ ràng phải có một sự chốt nhất định nào đó. Ví dụ như tôi dự định cái mộ này xây 300 triệu đi, thì hiện tại bây giờ là tôi đã nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, có nhận chưa đủ á, có nhận chưa đủ rồi sẽ nhận cho đủ, chưa đủ để mà có thể là nhận được tiếp, và khi nào đủ thì tôi sẽ thực hiện. Và nếu như bản thân tôi á, ví dụ như trong vòng 20 ngày 30 ngày đi mình vẫn chưa có xây được một cặp nào hết trơn á, thì giờ lên và hôm nay đến ngày thứ 30 rồi em nhận được tổng số tiền ví dụ như là 200 triệu đi, thì bây giờ em còn thiếu lại 100 triệu nữa. Rất mong cả nhà khán giả, quý khán giả ủng hộ thì đương nhiên nó sẽ rõ ràng hơn rồi. Ở tổng đàn này là im lặng hoàn toàn mà không có động gì tới một doanh nghiệp. Khi Hoàng Loan lên tiếng rồi á thì bắt đầu mới xây lên, và từ đó nó mới bùng nổ ra rất là nhiều cái câu chuyện. Và một cái câu chuyện rất đáng chú ý ở đây á, tức là Phượng là một người cháu, vai cháu gái của cậu Năm, lại là nếu mà xét về đó là em họ của Hoàng Loan. Đấy rồi đúng không? Em họ của Hoàng Loan, cháu thì xét ra là em họ, coi như là người ngoài đó, không liên quan gì tới gia đình của cậu Năm cả. Như vậy thì ở đây mọi toàn bộ tài sản á là, nhưng mà Hồng Loan là gì? Hồng Loan là con ruột là ở trên mạng thông tin á là có người thì nói là con nuôi, có người thì nói là con ruột. Nhưng mà ở đây á là Hồng Loan có giấy tờ đầy đủ, giấy thẻ xanh để chứng minh giữa Hồng Loan và cậu Năm là có mối liên hệ là cha con của nhau đó. Thì theo ông nghĩ trong giấy thẻ xanh, đúng rồi, trong giấy thẻ xanh thì đương nhiên sẽ có tên cha và tên mẹ và cùng họ rồi, thì như vậy thì nó hợp lại. Và khi Hồng Loan á là đi sang tên ví dụ như nhà cửa đất đai giấy tờ tất cả mọi thứ đều sang tên được cho Loan hết. Như vậy thì so về phương diện pháp luật là hiện tại là Vũ Linh đã sang tên hết cho Loan rồi, cho họ hết trơn rồi đó, và như vậy thì nó đã hợp pháp quá rồi, còn gì nữa. Thì ở đây á là cô Sáu không đồng tình, bởi vì á là Hồng Loan dự định á là sẽ bán một miếng đất ở tại Thủ Đức, rồi sau đó lấy cái phần tiền nó chia ra cho tất cả mọi người để mọi người cùng có vốn làm ăn, đó là coi như cái lộc của cậu Nam ban cho. Nhưng mà cô Sáu ở đây thì lại không đồng tình, và cô Sáu muốn là con của cô Sáu là em Phượng á đồng sở hữu tài sản với những gì mà Hồng Loan đang sở hữu. Nhưng mà khoan, mà cái vấn đề là miếng đất đó là miếng đất của ba mẹ để lại hay là miếng đất của Linh tự mua? Tức là của cậu Nam tự mua. Và ngày trước có một cái vấn đề như thế này, đó là cậu Nam đã từng bán một cái căn biệt thự để lo trả nợ cho em cũng vậy. Ồ, biệt thự là biệt thự của Vũ Linh mua luôn. Chứ không phải là của ông bà để lại. Là cả một cái sự nghiệp của cậu luôn á, từ ngủ dồn vào. Ngày trước á là cuộc sống á là rất là khó khăn, rất là vất vả. Khi mà cậu Nam hát là tạo nên được sự nghiệp rồi á, thì chỉ lo tập trung làm hát, kiếm tiền rồi lo đi trả nợ cho người thân con tôi, chứ không còn nói mà để có được một cái cuộc sống sung túc là hầu như là không có đó. Rồi thì trở lại với cái câu chuyện lúc nãy em vừa mới nói á, thì ở đây cô Sáu đòi là Hồng Loan phải để cho em Phượng đồng sở hữu tài sản những gì mà cậu Nam đã để lại. Một cái điều tại sao sao kỳ vậy? Như này là người ta còn là con mà, đúng rồi, cháu mà dành quyền làm sao? Thì có một cái điều đó là giống như một cái câu chuyện giữa tôi với ông mà nói chuyện với nhau vui. Ví dụ như tôi đánh nhà ông chơi, rồi ông nói vui, nói lại căn nhà này mốt tôi cho ông đó. Thì đó là một cái câu nói như vậy thôi đó. Nhưng mà tôi thì lại lấy cái câu nói đó của ông ra để làm chính. Và tôi nói là giờ tôi bây giờ
Cái quan trọng là đã sang tên cho Hồng Loan hết rồi mà. Thì đó, bởi vậy mới có một cái là gọi là một cái vụ kiện tranh chấp tài sản diễn ra. Thì sao chuyện nữa? Đó, như vậy nó mới là một cái câu chuyện rất là... Thôi, theo tôi nghĩ là Hồng Loan là người thắng phụ kia là đó. Cháu mà đâu liên quan gì đâu. Đó, nhưng mà con mà... Nhưng mà họ vẫn kiện. Kiện đó làm được gì đâu. Bởi vì họ chỉ dựa vào một cái câu nói lúc mà con Nam còn sống rất là khỏe. Đó chính là cái nhãn nhà này là của ông Phượng. À, còn Nam chỉ nói vậy, nhưng mà một ngày đó là giống như một cái buổi họp mặt gia đình và nói chuyện vui với nhau trong gia đình, thì đương nhiên mình hay giỡn hay đùa giống như mấy anh em mình vậy đó. Thôi nó đâu gì đâu, cửa miệng mà. Đúng rồi, cửa miệng là đâu gì, cho quan trọng là giấy tờ đã sang tên hết rồi đúng không? Đã sang tên trước khi mất là đã sang tên cho Hồng Loan rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ, thì giờ Hồng Loan được quyền xử lý thôi, chứ kiện đâu cũng đâu được. Họ kiện chỉ có một lời nói đó, sao mà kiện được. Trong đơn kiện á, là họ có ghi là một cái câu như thế này, là yêu cầu tòa án để yêu cầu bên ủy ban là hủy hết những chứng từ mà Hồng Loan mang tên Hồng Loan đã chứng nhận đúng trên chính sở hữu chủ quyền ở trên những cái tài sản đó. Rồi lấy quyền gì? Bắt đầu bên luật pháp đã hỏi là mình lấy cái quyền gì mà để... Thì đó, nhưng như vậy đó, khi mà tòa án gọi lên rồi thì trong khi cô cháu không ai lên hết. Trời ơi, tào lao, xàm. Đó là cái chuyện hôm nay lùm xùm vô đó hả? Đúng rồi. Ôi, tào lao. Ban đầu là chính bản thân nghe nó là cũng nghĩ là chỉ là một cái chuyện ác bất thường là giữa anh em trong nhà mới tranh chấp tài sản thì nên nó không có tham gia. Thích quá thì làm vậy thôi, chứ làm nữa gì học lớn. Nhưng mà sau này ngã ngửa ta thì mới nghe được cái câu chuyện buồn cười này. Bởi vậy dở vậy đó, làm cuối cùng nha, hả, trên mạng cả nước luôn, kể cả nước ngoài luôn, ta đều biết hết luôn, ảnh hưởng đến đó, toàn thế giới luôn, làm ảnh hưởng biết bao nhiêu mang tai mang tiếng người ta, những gì sự đi bên trước gần tai tiếng rình lẫy bộ, đúng rồi, ai cũng biết hết, tiếng vang đồng thời, giờ làm bị tai tiếng đã mất rồi, mình để tai tiếng thiệt, cũng gia đình dở thiệt. Đó, lẽ ra mình là vay cháu, mình cũng được thừa hưởng một cái tiếng là cháu của một người nghệ sĩ nổi tiếng, được rất nhiều người yêu mến, thì lẽ ra mình nên lấy cái đó để làm cái niềm tự hào. Cái đó gọi là cái tài sản vô giá trị mà cậu đã để lại cho mình, thì mình phải biết trân trọng nó và biết phát huy. Bây giờ bước ra đường nói ở đây là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh nè, đó là người ta cũng trân quý, tại vì người ta trân quý cậu mình thì người ta cũng trân quý cháu của cậu đó. Gì thì từ từ nội bộ gia đình để làm xấu hổ để mình luôn. Đó thì, mất mà không yên. Đó này, đó là cái câu chuyện mà nó bùng nổ lên thôi. Chưa đâu, còn nhiều lắm. Còn gì nữa, rồi thực tội biết là gì không? Cái gì Linh Đồng, Linh Bóng, Vũ Linh về búa búa. Tức là có thể, lại luôn đi chứ. Có thể là trong cái sự việc ngày hôm đó thì có một số sự dàn dựng nhất định ở tại mộ của cậu Năm. Rồi để mà cả nhà biết như thế nào, cũng giống như kiểu là cái hôm ngày hôm đó cái người đó cứ lên nói là Loan ơi, là nay ba muốn gặp con. Đó. Nhưng mà theo em nghĩ thì cái này cũng chỉ là một cái sự dàn dựng nào đó thôi, kêu lại để y như rằng là kêu Hồng Loan lại, rồi để nói Hồng Loan là nên để cho sở hữu tài sản với lại bên kia. Bởi vì là cái mấu chốt ở đây á là lên nói cái tuổi thì sai, nó trên lệch rất nhiều luôn đó, là cậu năm 60 mấy mà, nhưng mà nói ra là nói là họ tên xong cái lại nói năm nay 50 mấy, cái giờ nó bắt đầu trả lời lại tiếp câu nó ủa nhầm sao thì nó chênh lệch quá lớn, thấy không? Ôi xàm quá, bởi vậy nó mất có nguyên thì đó là một cái sự có thể là một cái sự dàn dựng ở vậy đó, càng làm nó càng bức dân mạng người ta càng bức xúc thêm. Bao nhiêu nghệ sĩ kính nể này kia rồi Vũ Linh này kia các kiểu, bây giờ gia đình làm như vậy phải mất mặt xấu hổ không? Đó chưa đâu, thì dần dần vẫn còn nhiều cái thông tin để cho tất cả mọi người nắm. Ở đây là cái câu chuyện này em chỉ chia sẻ để cho tất cả quý khán giả trên kênh của Phong á là nắm được cái câu chuyện này nó xuất phát từ đâu, để không á là khi mà sự bức xúc của Phong mà lên tiếng rồi thì mọi người không hiểu đầu đuôi câu chuyện nó như thế nào đó. Thì đây tại vì thời gian nó cũng có hạn cả nhà, nên là em cũng không có nói được nhiều thứ, tại nó nhiều lắm, nó còn nhiều thứ. Nói chung là mình chỉ biết vậy thôi chứ cũng không chính xác. Thật sự là không, hôm nay thấy rất là lùm xùm, rất là nhiều người để nói đến những cái câu chuyện này. Nhưng mà hôm nay thì sẵn gặp nếu thì mình sẽ hỏi lại những câu chuyện nó như thế nào thôi. Còn cả nhà mình thì ai biết những câu chuyện rành rõ hơn thì hãy để lại những bình luận ha, cùng nhau chia sẻ xem ha. Còn đây là những cái câu chuyện mà mình vừa nắm bắt được từ Hiếu như vậy thôi. Rồi, thì nói chung
em chỉ có thể là chia sẻ xung quanh vòng vòng câu chuyện thôi. Tại vì câu chuyện đi sâu hơn nữa thì chắc chắn rằng là mình không phải trong nội bộ, mình không biết được ha. Nói chung thì dần dần thì Tom cũng sẽ hiểu và cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn cho tất cả mọi người. Hy vọng rằng là mọi người ủng hộ cho Tom nha, thật là nhiều nha. Bằng cách là like rồi chia sẻ cho nhiều người cùng xem, chia sẻ lên các trang mạng xã hội Facebook đó, Zalo để tất cả mọi người cùng biết đến. Rồi từ đó thì Tom sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn nữa. Thì mình chỉ biết vậy thôi, nhưng cả nhà cứ biết vòng vòng vậy, mình hỏi thăm để mình tìm hiểu thử câu chuyện nó như thế nào thôi nha cả nhà. Nhưng mà nãy giờ nói mà có lỡ gì không đúng thì cả nhà mình vui lòng bỏ qua cho nha, chúng ta cùng nhau tìm hiểu để cho biết thôi. Và thôi bye bye cả nhà nha cả nhà. Bye bye.